Dạ rồi, con chào cô chú nha. Dạ. Dạ vâng, cô chú cho con xin phép được hỏi cô chú tên là gì và đến từ đâu? Cô Đỗ Thị Tuyết Sương đến từ Chợ Mới An Giang, Dạ. ở ấp Long An, xã Long Kiến, huyện Chợ Dạ. Mới, tỉnh An Giang, đi Dạ. tìm con. Dạ chú tên là gì chú Nguyễn ha? Văn Ngang. Nguyễn Văn An. Ngang, Ngang Ngang, Ngang, Sương, dạ Ngang là Sương. chú cũng ở An Giang ha. Là chú là ông xã của cô ha. Dạ. Dạ, con xin phép được chuyện trò với lại vợ của chú trước ha. Dạ cô, thì hôm nay cô về đây nhờ hiệp sĩ Bình Dương giúp cô vụ gì? Vô bây giờ giúp, bây giờ mấy chú kêu con về đi, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, giờ mẹ cần con không cần tiền, Dạ, là cô đi tìm con. đi tìm con cần con à, bây giờ điện nó hoài không được, cô lo. Con của cô tên là gì? Nguyễn Tấn Lợi nè, Nguyễn Tấn Lợi. Em nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 21 tuổi á. 21 tuổi ha. Dạ. Em bỏ nhà đi ngày nào? Ngày rằm tháng giêng á, Vậy là từ rất lâu rồi ha. mới thì nó chưa có xin việc làm được, nó điện hoài cho cô Từ mà từ ngày rằm tháng giêng ạ. tháng giêng là đi lên chưa xin việc làm được thì điện Dạ. hoài, còn mới đi vô công ty đó là xin cũng điện cô mới là nó chưa có là thu hồi, nó bị khống chế điện thoại, nó cũng cô cũng điện được. Là sao cô? Giờ ăn cơm điện nó được, 11 giờ gửi cô điện ăn Vậy là cơm, hiện tại con trai nhà mình đang ở đâu? là nó điện về cho cô là nó xin việc làm là công ty Minh Hà ở Sóng Thần 1. Rồi cô nghe cô cũng mừng, nó nói mẹ ơi con mặn lại ngày được 450 ngàn nó. Rồi cái bắt đầu cái nhỏ cháu nó điện, nó nói bác Tư ơi coi chừng, nó kêu anh Lợi là coi chừng ổng bị gạt rồi, ổng bị lừa rồi, công ty đó lừa lừa người dữ lắm luôn rồi. Con cô nó làm mới đầu ấy rồi sao tới chừng cầm xe là cô không hay luôn, mua xe trả góp, đang trả góp luôn Bây giờ con hỏi cô ha, đó. thì con cô cụ thể là bỏ đi mà không liên lạc được là từ ngày nào? Chừng 2 tháng nay 2 tháng nay là mình không liên lạc được cho không. con. Ví dụ lâu lâu nó điện về cho mình thì được, mà không nói gì luôn, nó không nói gì được luôn. Tức là vẫn liên lạc được đúng không ạ? Vẫn điện về được. Nó điện mình được mà mình điện nó không được. Không được ha. Rồi cũng như là nhắn tin á, thì mấy đứa cháu nó nhắn giùm là mấy đứa nhắn tin. Nhắn là nhắn sao Cũng cô? như mượn mấy đứa cháu nhắn nói mẹ nhớ con bệnh rồi gì đó cần con. Rồi mấy đó nó nhắn thì sao không biết, mà nhỏ cháu nó nói vậy nè, nó nhắn tin là nó chửi trong điện thoại, nó đụng má tao, anh tao không có mắt dạy như mấy chú mày, mà mấy chú mày là ai. Rồi bắt đầu nó mới đưa lại con cô Nguyễn Tấn Lợi này nhắn tin, tại vì nó học có lớp 2 à, rồi nó nghỉ nhà nghèo quá không có học, rồi nó nhắn tin nó thiếu chữ nhắc có trơn, thiếu nét nó biết. Vậy là tới giờ phút này cô có biết được con trai của mình đang ở đâu và làm gì không? Thì cô chỉ biết nó làm công ty đó thôi, chứ mà bây giờ điện không được là cô sợ nhiều người ở quê nói, bây giờ cô đi giờ nhờ Thanh Hải đi chứ để nó đưa qua Campuchia đó là sợ vậy thôi, cô khóc biết cô không có Tức tiền. là mình chỉ có biết cái thông tin là qua người này người kia nói đúng không ạ? Và mình không liên lạc được cho con, chỉ có con liên lạc về thì được. Nên mình lo lắng mình đi tìm. Chứ thực chất thì mình chưa biết con mình như thế nào Má thì đúng không biết, mà do ai cho nó vô đây vậy thì nó nói là ở hôm mười tây nó mười vô định tây vị cho thím nó, là nó nói nó ở Nha Trang, mà Nha Trang á. Nha Trang ha. là nó để như vậy, nhưng mà không biết như là mấy thằng đó là con mình thì cũng không biết. Nó cô thì cô dốt lắm, chỉ nhờ người này người kia thôi, Nhà cô được mấy người con? có hai đứa con gái có chồng ngoài Hà Nội đó, dưới nó đó Nó trong ngoài Bắc. Và cái cậu con trai này là đầu hay là út? Út á. Út ha. Và tới giờ phút này thì bản thân cô cũng như chú rất là lo lắng cho con ha. Bây giờ cô muốn con về về nhà đi, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo đó. Tới giờ phút này không biết được con mình như thế nào, ở đâu, làm gì, Ba gì có được khỏe, an toàn hay không, bởi đúng vì cái không ạ? sợ nó không biết làm sao nè, Rất thương, thật sự rất thương cô. cô nói nó thiệt, còn cô mà có gì chắc cô chết luôn á, cô không sống nổi luôn á. Cô bình tĩnh nha, cô đừng có lo lắng quá nha, đừng có nghỉ quẩn cô nha.
hy vọng rằng là em nó vẫn còn đang ở đâu đó và sớm quay về thôi. Nên mà cô đừng có nghỉ quẩn nha. Làm mà không có tiền, nó mẹ bệnh, nó điện nó hỏi thăm cô khỏe chưa, cô nói mẹ chắc chết rồi mà con không xin về thăm mẹ. Nó nói gì nè, con không có tiền. rất thương tội nghiệp quá. Cô có điều gì muốn nhắn gửi trên cái video này tới con trai của mình không? Cô nói Nhắn đi. là con cũng như nhận được cái video này là con về với mẹ, mẹ cần con dữ lắm rồi. Thật sự đây là một câu chuyện rất là thương, vô cùng thương. Chú, con xin phép chuyện trò với chú. Dạ, con chào chú. Dạ, thì chú có chia sẻ thêm cái thông tin gì về con trai nhà mình không? Cũng từ trường cho là còn ngoài ông có nó không điện về cũng không biết nó Không biết làm gì gì. ha. Chú có điều gì chú muốn nói với con không? Chú nói lớn lên giúp con Nó được không? lớn lên cho lặng thông cho chốt lại biết. Thì nói là thương con mà con không có nói gì cho cha mẹ anh. Thật sự đây là một cái giây phút, cái khoảnh khắc thật sự vô cùng xúc động. Chú thì chắc đang rất là xúc động và đang là nghẹn ngào ha, nghẹn lời, khó nói được thành lời. Cha mà. Cha thương cha để trong Già lòng. già mà có gần 70 tuổi mà con còn nhỏ, không Hiện có hai tại đứa con mà thương nữa. bây giờ thì tóc của chú và cô cũng đã bạc màu. Mà con nhìn chú còn rất thương chú thì bây giờ lưng cũng đã còng rồi ha. Sức khỏe có vẻ là rất là yếu ớt. Và cái lần này mà con đi như vậy là thì thật sự rất là ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là tinh thần. Vậy là cô chú là từ An Giang lên đây. Đi vào Phi không biết Trời đường, mới thăm ơi. nó lâu á, hỏi vòng vòng người bắt điện điện hoài mà cũng như không biết đường đi, hỏi làm là chạy cũng hơi xa xa là hỏi thăm vậy đó. Người ta Ở chỉ dưới quê cô chú làm việc gì? mò ốc mà Mò bán ốc. gạo bán làm Mình sống đi hàng ngày. mò ốc ở mương, ở sông, ở Đã, ở dạ kênh, ở đìa ha. dạ Vậy là chỉ có trước giờ là mò ốc thôi ạ. dạ mò ốc Bán vậy rồi là 1 ký mình bán bao nhiêu chú? 5.000 10.000 Năm 10.000 một ký. Rồi một ngày mình mò được bao nhiêu ký? 4 5 ký có khi được 3 4 ký Rồi vậy là chỉ được 20-30 ngàn. 30.000 rồi. Tiền Nhưng gạo. cô có ai cái yêu dẹp nhà dọn dẹp nhà cái cô cũng đi làm cho người ta tiếng 25.000 vậy đó, ví Rồi dụ làm được 2 tiếng thì cũng được 50.000, hai vợ chồng ăn ở đó. mình có làm ruộng làm giấy gì không? Không Không nhà ha. còn nước ở đó Ở giờ dưới quê mình có nhà ở không? có Có nhà ha. nhà nước cho. Nhà tình thương. Vậy là chỉ có hai ông bà thôi. Con gái thì cũng đã lấy chồng ở nơi xa xứ rồi, ngoài tút ngoài Bắc. Biết bao giờ mà vào thăm được ba mẹ ha. Bởi chị nhớ con thì điện tôi chứ đâu có đi Vậy đường rồi là đâu. ông bà dưới quê đông anh em không? Cũng Cô chú đông không? có mấy anh em mà cô quê cô ở cũng ở An Giang đó mà nhưng ở huyện Châu Phú á, rồi cô có chồng về Chợ Cô ở Mới Châu Phú, cô ở xã nào? Ở xóm Nhị Tre không? ở Cái Dầu. Cái Dầu ha. Dạ. Vậy rồi là bây giờ chỉ cô chú nương tựa vào nhau, mò cua bắt ốc, ai thuê gì làm nấy ha. Nhiều lần thì cắt lúa mướn rồi từ ngày ra máy cắt tới giờ cô chú chỉ Thất mong ngày nghiệp nào luôn anh đúng không thất ạ? nghiệp. Máy móc càng ngày càng công nghệ cao, hiện đại nên mà ít sử dụng thủ công con người ha. Ngày nay là giỗ mẹ nè mà cần con để nhìn giỗ năm nay không được thì năm khác, Dạ, bây rất giờ mình đi thương. cần đi kìm tìm con. Thương, vô cùng thương. Vậy rồi là cứ mò cua bắt ốc, chú cứ ngâm mình dưới nước vậy hả? Vì có bữa Trời tối à, bằng ơi. đêm ông ngủ sáng đêm luôn ông lạnh á. Lạnh mà ngâm vậy, chú đã tuổi cao sức yếu rồi mà cứ ngâm mình dưới nước vậy. Bởi vì con nó nói nè, thôi cha mẹ già rồi để con đi Thương đúng làm. không ạ? Nhìn thấy vậy con thương. Con đi làm con gửi tiền về nuôi ba mẹ mà bị vậy đó người chú thấy khổ, không có tiền có bạc gì luôn á. Thật sự đây là một câu chuyện rất rất là buồn, vô cùng buồn thật sự. Nghe mấy chú ta nãy nhận là cô đi dạy đi mượn tiền Cô mượn tiền để lấy tiền tiền lấy xe tiền đi lận hả? đi đổ xăng lận đi Là lận cô chú ăn đi xe máy hay đi xe đi đò? xe máy á, thằng cháu nó cho chiếc xe 50 á,
Vậy sáng mình mượn bao nhiêu tiền? Mượn 2 triệu lần đi nè. Rồi nếu như làm được thì tranh thủ vừa lần về nữa. Mà không biết như đi về tới Một chị. ngày là cô chú làm chỉ được mấy chục ngàn, mà mình lần này mình mượn số tiền 2 triệu, rồi bao giờ mình trả nổi? Thì cởi đi chứ sao giờ mình giờ cặn con rồi mình đi rồi cởi Sáng mình đi đổ xăng hết bao nhiêu tiền rồi cô? mà đổ 200.000 ha. Cô chú ăn uống gì chưa? Có người đó cho nó cái mà che À cho hả? Họ thấy thương họ cho cho nó cái Như là từ 2 giờ sáng mà mình chạy lên tới Bình Dương là mấy giờ? tám tới đây hồi nãy đâu 8 giờ đó Vậy là chú chạy cũng nhanh á. cũng như đi đường tắt á không có xe thì ổng chạy nhanh nhanh chút Dạ, rất thương chú. Chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú ha? 67 tuổi. Cả đời vất vả vì con mà tới giờ phút này vẫn vất vả ha. Con hỏi thật chú này, những cái lúc mà trời lạnh vậy rồi mình mò thế đấy, mình lạnh rồi vì chú có chịu nổi không? nó lúc rồi nó tê rồi lại bị lên ẩm nói bờ gì lên bờ nó nó tê rồi sợ gắm ấy nhưng mà sao lúc đó mình không nghỉ, mình nghỉ ở nhà một ngày cho khỏe đi. ở nhà thì Ở không có nhà tiền không có tiền ăn đồ ăn, trời ơi không có tiền thương mua quá, gạo, không có tiền mua cá ham. không có tiền mua gạo mua cá à. Dạ thưa cô chú anh chị, đây là một cái trường hợp thật sự mà nói thì rất là thương. Ở đây đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải không có kêu gọi từ thiện, nhưng em hy vọng rằng qua cái câu chuyện của cô chú ở tỉnh ở Chợ Mới An Giang mà về đây nhờ tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm con để mà giúp đỡ là tìm con á, thì qua cái sự việc này thì em rất hy vọng rằng cô chú anh chị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm nào có xem được cái video này, có thấy cái hoàn cảnh của cô và chú thật sự rất là khó khăn và rất khổ, thì hy vọng rằng cô chú bớt chút một hai ly cà phê suất ăn sáng giúp được chú qua cái giai đoạn khó khăn này. Hy vọng rằng tất cả các cô chú các mạnh thường quân xem cái video này hãy chia sẻ mạnh mẽ hơn. Thì cô chú có số điện thoại không? Dạ có Rồi cô đọc số điện thoại của cô lên đi. nè ông đọc đi ông có Số gì điện thoại của cô á. của cô Lấy điện thoại ra cô dốt lắm cô không biết cái gì Dạ. hết trơn á Cô đọc lên số điện thoại lên đây để xem có mạnh thường quân cô chú nào có muốn giúp đỡ thì liên hệ trực tiếp với cô chú giúp đỡ nhá. dạ nè ông hỏi đi cô dốt cô không biết gì hết trơn luôn Thấy thương quá. Đến chừng tuổi này còn mò cua bắt ốc ngập mình cả ngày với cô nước. mồ côi mẹ từ hồi 13 tuổi bởi vì có con ra cô thương con dữ lắm luôn không biết Số con cô cô mà có chú thương ơi, con chú đọc cái số của chú hoặc của cô nha, chính xác số của nhà mình nha. chỗ tôi thì Chú đọc cho chính xác. 096 096 41 41 75 75 114 114 đây của ảnh đấy Dạ đó là số của chú. Dạ rồi cô chú anh chị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm nào mà muốn bớt chút một hai ly cà phê, một suất ăn sáng để mà giúp đỡ chú thì cái hoàn cảnh của chú gọi là rất là khó khăn, thì hãy liên hệ cho chú qua cái số điện thoại vừa rồi chú vừa đọc. Dạ rồi thì chú và cô còn điều nào mà muốn gửi tới con trai mình được không? bây giờ cô gửi là cô muốn con cô về Dạ. cô cần con dữ lắm rồi Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị có thấy em Lợi, Nguyễn Tấn Lợi như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ em quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Và khi đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên, hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng hãy cùng chung tay góp sức xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho em sớm quay trở về nhà một ngày gần nhất để mà đoàn tụ cùng với lại cha già mẹ già. Thì cái sự việc của cô và chú thì đội đã ghi nhận, cô chú cứ yên tâm nha. Tí nữa xong ở đây thì cô chú chạy xe về cẩn thận nha. Mình bây giờ cũng đã trưa rồi thì cứ ăn uống đi ha, ăn uống rồi mình giữ gìn sức khỏe mình về. Chạy xe cẩn thận chú nha. Thật sự mà nói thì con, không riêng con đâu mà rất nhiều cô chú anh chị rất là thương chú và thương cô ha. Thì cô chú có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên mạng xã hội để tìm con không? cho Dạ, dạ rồi con không biết nói gì hơn, thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc cô chú nhiều sức khỏe và hy vọng trong cái thời gian sắp tới sẽ có các nhà hảo tâm mạnh thường quân giúp đỡ và cô chú nha. Rồi cô chú giữ gìn sức khỏe nha, đừng quá lo lắng quá nha.
Dạ rồi, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên khắp các tỉnh thành trong cũng như ngoài nước. Chúc tất cả mọi người luôn thật nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và hãy tiếp tục đồng hành chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp nhiều mảnh đời, nhiều hoàn cảnh nhiều hơn nữa. Em xin chào và xin hẹn gặp lại.